bị từ chối quả penalty ở phút 90+3, Cavani có hành động điên rồ với VAR. Trận đấu giữa Uruguay và Ghana kết thúc với tỷ số 2-0, nhưng đại diện Nam Mỹ không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022. Sau khi cuộc so tài giữa hai đội kết thúc, trọng tài chính Daniel Seabert đi vào đường hầm, liền bị hàng loạt cầu thủ Uruguay theo sau. Cavani đi gần cuối đoàn, dùng tay đấm và xô đổ màn hình VAR. Hành động của Cavani được cho là để phản đối quyết định không thổi penalty của vị trọng tài người Đức. Trước đó, anh đã bị đối phương phạm lỗi khá rõ ràng trong vòng cấm. Tình huống này diễn ra ở phút 90+3 khi Cavani thoát xuống sau đường trong khe thông minh của Federico Valverde. Tiền đạo mang áo số 21 đã chiếm được lợi thế khi khống chế được bóng trong chân, trước khi anh bị hậu vệ phải Alidou Seydou của Ghana va chạm từ phía sau và ngã trong vòng cấm. Đây là một lỗi khá rõ ràng khi mũi chân của số 26 đã va vào phần gót chân của Cavani. Tuy nhiên, trọng tài đã xua tay báo hiệu không có lỗi. Tổ VAR cũng không có bất cứ động thái nào trong việc gợi ý trọng tài chính xem lại băng quay chậm.